Mua tai nghe i27 Pro Max 2021 phiên bản hổ vằn xịn nhất, tặng case thời trang, miễn phí ship hàng toàn quốc đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ, mình là Amin Kha đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về ba cái giả thiết liên quan về thế hệ iPhone 13 mới của Apple các bạn nhé. Mà trong cái video này có một cái đoạn giả thiết liên quan về cái tên iPhone 13 nữa đó các bạn à. Và các bạn lưu ý rằng là đây là ba cái giả thuyết được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Trước khi đi vào chi tiết video thì những bạn nào đang quan tâm về những dòng máy của Realme cũng như Xiaomi thì có thể kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video. Điện thoại Hay sẽ là đơn vị đầu tiên bảo hành full cho các bạn mà các bạn sẽ không cần phải bỏ ra một cái khoản phí nào khác để sở hữu những dòng máy đến từ Realme cũng như là Xiaomi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với giả thuyết đầu tiên, đó chính là thế hệ iPhone 13 mini năm nay liệu có được ra mắt hay không? Những thông tin gần đây đã xác nhận rằng là thế hệ iPhone 12 mini mới đã bị dừng sản xuất tại vì doanh số của nó quá thấp, dẫn đến việc Apple sẽ không sản xuất nữa, mà thay vào đó đến cái sự kiện ra mắt chính thức của iPhone 13 thế hệ 2021 thì Apple sẽ tuyên bố là khai tử luôn cái dòng iPhone 12 mini này, không sản xuất nữa. Đó, và chỉ đang bán những cái sản lượng còn ở trên thị trường thôi. Vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là với cái dòng iPhone 12 mini là một dòng thiết bị rất nhỏ bé. Tuy nhiên thì với cái nhu cầu cần một chiếc điện thoại nhỏ ở thời điểm hiện tại, rõ ràng nó không còn nữa, gần như là nó chiếm rất ít trong cái thị phần doanh số mà những cái màn hình có kích thước lớn bây giờ. Và chúng ta có thể thấy được rằng là việc mà nó không khả thi như thế, liệu Apple có khai tử cái dòng này hay không? Thì đây cũng là một điều mà vẫn đang còn bỏ ngỏ, vẫn chưa được xác nhận. Tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là trước đây cái dòng iPhone XR cũng từng có doanh số nó như thế, nên là thành ra là cũng có những cái tin đồn xoay quanh là việc iPhone XR đã bị khai tử. Tuy nhiên thì sang đến dòng iPhone 11, bằng cái sự rút ra bài học trước đó của dòng iPhone XR thì Apple đã thay đổi chiến lược. Tức là thay vì đặt một cái tên nó không mấy liên quan về cái dòng iPhone X năm đó, thì bây giờ họ sẽ đặt thẳng luôn, à con này không phải là 11R nữa mà là iPhone 11 luôn. Đi kèm với đó là cải tiến thêm với những cái tính năng mới, bao gồm là một cái cảm biến góc rộng này, đó, pin thì cũng rất là trâu này, đó là một chip đời mới này. Chỉ cần những cái thay đổi đó thôi là nó sẽ thay đổi cái gọi là cái ván bài hoàn toàn. Đó, iPhone 11 trở thành chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới, chấp nhận luôn cái màn hình HD cộng của nó và rất nhiều người dùng sử dụng một cách rất bình thường mà không phàn nàn gì cả. Thì mình không biết rằng là với thế hệ iPhone 13 mini năm nay liệu nó có bị khai tử, tức là nó sẽ không được ra mắt, hay là nó sẽ có một cái sự thay đổi mới so với lại thế hệ iPhone 12 mini để giúp cho người dùng có thể chấp nhận được một cái thiết bị cực kỳ nhỏ gọn như thế này ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giả thuyết thứ hai, đó chính là cảm biến vân tay. Cảm biến vân tay thì đã bị Apple loại bỏ trên thế hệ iPhone X rồi. Từ thế hệ iPhone X thì chỉ sử dụng cái Face ID thôi, cộng camera TrueDepth. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là việc Apple loại bỏ đi cái Face ID đã khiến cho rất nhiều người dùng tiếc nuối. Và bây giờ vẫn có rất nhiều người là thay vì chọn iPhone X thì họ sẽ lựa chọn iPhone 8 Plus. Mức giá bây giờ nó trên không nhiều mà. Đặc biệt là trong cái dịch bệnh này, chúng ta có thể thấy được rằng là cái cảm biến vân tay nó tiện dụng hơn rất nhiều so với Face ID. Tại vì người người nhà nhà đều có cho mình là cái chiếc khẩu trang khi ra ngoài đường. Đó, thì khi mà ra ngoài đường là bình thường tại Việt Nam là cái việc mà bụi bặm cái thứ này kia là cái khẩu trang nó đã gắn liền rồi, chứ không phải đợi đến dịch bệnh đâu. Thì cũng đã có rất nhiều người phàn nàn rồi. Và ở thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh nó đang rất là phức tạp, chúng ta không biết đâu mà làm cả. Thì việc mà trên thế hệ iPhone 13 mới được Apple trang bị cảm biến vân tay là một điều có thể xảy ra. Dịch bệnh nó đã thay đổi hoàn toàn lối sống của chúng ta. Từ những thứ offline thì nó chuyển sang online hết rồi. Chúng ta họp online này, chúng ta cũng đi mua online hết này. Đó, thay vì là đến tận nơi để mua đồ thì chúng ta có thể thấy được rằng là dịch bệnh nó đã thay đổi lối sống của mình. Và việc Apple nhận thấy được cái điểm yếu này trên Face ID là một điều sẽ giúp cho họ tìm một cái giải pháp thay thế. Tất nhiên ở đây không phải thay thế mà gọi là giải pháp kết hợp bổ trợ. Chúng ta có thể thấy được rằng là Apple đã cập nhật trên phiên bản iOS 14.5 mới cho Apple Watch mở khóa được iPhone. Vậy thì rõ ràng họ đã nhận ra điểm yếu của Face ID rồi, nên thành ra là nó sẽ tạo cái tiền đề cho việc là cái cảm biến vân tay được trang bị bên trong màn hình, hoặc chí ít nó sẽ được trang bị ở bên cạnh hông của iPhone như là iPad Pro. Chúng ta có thể thấy được rằng là khung viền của iPhone bây giờ nó cũng đã phẳng rồi, thế hệ iPhone 13 mới chắc chắn nó cũng sẽ là một khung viền phẳng. Thì với cái việc mà đặt ở phím nguồn như thế, cái tỷ lệ tiếp xúc, cái diện tích tiếp xúc của nó vẫn sẽ rất là lớn và mở ra một cách rất là chính xác. Ở thời điểm hiện tại, kể cả là được trang bị bên trong màn hình đi chăng nữa thì cái cảm biến vân tay nó vẫn cho ra một tốc độ cũng như là cái mức độ chính xác của nó cực kỳ nhanh.
và gọn gàng. Đó thì cái đây cũng là một cái giả thuyết mà đang rất là được nhiều người bàn tán. Và cái giả thuyết thứ ba liên quan về cái tên iPhone 13. Như các bạn có thể biết là chúng ta có một cái sức ảnh hưởng rất lớn với nền văn hóa phương Tây. Và bây giờ nhắc đến con số 13, chắc chắn các bạn đang xem video đây cũng đều biết rằng là đây là con số xui xẻo, đúng không nào? Con số chẳng mấy gọi là tốt đẹp gì. Thứ 6 ngày 13 là nghe nó trợn người rồi, đúng không nào? Nghe nó rất khủng khiếp. Đó, và tại châu Âu thì có rất nhiều tòa nhà cao tầng, tuy nhiên thì cứ đến tầng thứ 13 nó đặt là một con số khác, 12A chẳng hạn, hoặc là thậm chí là 14A, chứ họ sẽ không bao giờ đặt con số 13. Rất nhiều tòa nhà như thế. Đó, thì chứng tỏ một điều rằng là cái văn hóa nó ảnh hưởng đến trong cái suy nghĩ rất nhiều. Và nếu như mà một cái sản phẩm nó ảnh hưởng đến văn hóa như thế thì liệu người dùng có chấp nhận bỏ tiền ra để mua hay không? iPhone 13 nghe đến là phương Tây nó đã rợ người rồi, và kể cả bây giờ châu Á của mình cũng đang bị chịu cái ảnh hưởng từ văn hóa của châu Âu nữa, phương Tây nữa, nên thành ra cũng sẽ cảm thấy rằng là cũng không thoải mái khi mà sở hữu những thiết bị mang cái tên, mang cái con số này. Đó. Và có một tin đồn nói rằng là thế hệ iPhone năm nay sẽ có tên là iPhone 12S. Chúng ta có thể thấy rằng là cái chữ S đằng sau cái con số đó, cái tên đó, thì nó đảm nhiệm cho một cái hậu tố, một cái sự nâng cấp không quá lớn. iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 6S, iPhone XS. Đó, thì những cái đời iPhone S thế thì các bạn có thể thấy được rằng cái sự nâng cấp nó qua hàng năm rất là nhỏ, chỉ là chủ yếu về mặt cấu hình thôi. Và cũng có những tin đồn bảo rằng là bên trong cái nhà máy Apple, bởi những nhà thiết kế của Apple ấy, họ gọi cái phiên bản này là iPhone 12S. Tất nhiên là cái việc mà họ gọi cái phiên bản này iPhone 12S không đồng nghĩa với việc khi nó ra mắt nó sẽ là iPhone 13. Nó chỉ biểu hiện cho cái sự nâng cấp nhỏ của nó thôi. Nhưng mà quay trở lại với những cái tin đồn đã được xác nhận trước đây, thiết kế đã được thay đổi này, tai thỏ thu gọn này, camera cảm biến lớn hơn, xịn sò hơn này, pin mạnh hơn này, ở lỗ pin trâu hơn này, rồi là cấu hình thì lại mạnh hơn nữa, màn hình mới 120Hz nữa, thì rõ ràng đây không phải là một cái sự nâng cấp nhỏ. Nên là chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc mà cái tên iPhone 12S hay là iPhone 13 nó vẫn còn đang là bỏ ngỏ và được rất nhiều người bàn tán. Thì các bạn nghĩ sao về cái tên iPhone 12S cũng như iPhone 13? Các bạn thấy cái tên nào nó sẽ phù hợp với mình hơn? Và các bạn thích con số nào hơn? À, mà kể cả với những cái phiên bản cập nhật phần mềm trước đây, iOS 13 đó, rồi là con chip A13 Bionic, thì Apple vẫn đặt là bình thường, không có cái sự thay đổi hay là né tránh gì con số này cả. Đó, thì cái con số 13 mình nghĩ là nó sẽ thiên hướng hợp lý hơn và nó đúng với lại cái trình tự hơn. Mà nếu đặt với lại cái S thì cũng chả sao cả. Nhưng mà mình nghĩ rằng là 13 nó sẽ hợp lý hơn, tại vì với những cái thay đổi lớn như thế này, nó xứng đáng là một phiên bản cập nhật lớn thay vì là chỉ là nâng cấp giữa vòng đời như thế, đúng không nào? Vậy còn các bạn nghĩ sao về ba giả thuyết này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Có tiếng vỗ tay nữa à? Được quá nha.